Năm thứ người khôn ngoan không bao giờ hé lời. Quý vị và các bạn thân mến, một người ăn nói không biết giữ chừng mực, chuyện gì cũng có thể đem ra kể cho người khác nghe. Đừng hỏi tại sao cuộc sống không bao giờ được sung sướng. Người khôn ngoan ăn nói thận trọng và hiểu im lặng là vàng. Khi nói chuyện, xin hãy hạn chế nói ra 5 chuyện sau đây. Cho dù người lắng nghe là người thân thuộc đến thế nào, chỉ cần làm được như vậy, cuộc sống sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. 1. Không suốt ngày đi kể niềm vui nỗi buồn của mình là trí tuệ. Giáo sư Mark Baurlin đã từng nói, một trong những biểu hiện của người trưởng thành chính là khi họ hiểu ra được rằng 99% những chuyện xảy ra với mình, đối với người khác, nó hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Thực tế, mỗi người đều có những nỗi buồn và mối bận tâm riêng. Không có quá nhiều người trên thế giới thực sự quan tâm đến bạn như bạn kỳ vọng, và không ai muốn trở thành chiếc xe rác chứa đầy ưu phiền của người khác. Hãy tự mình nếm trải những đau khổ, tự chữa lành những tổn thương và đừng nói những điều mình có thể làm với quá nhiều người. Người hiểu bạn thì ít, kẻ cười nhạo thấy phiền sẽ luôn nhiều hơn. Không ai muốn nghe bạn phàn nàn và ngược lại, chính chúng ta cũng không muốn nghe những lời than thở từ người khác. Những muộn phiền của bạn không phải là chuyện người ngoài muốn quản là được. Do đó, hãy cố gắng truyền đi nguồn năng lượng tích cực. Mọi người luôn thích sự vui vẻ, hòa khí sinh tài lộc, may mắn sẽ đến với bạn. Có một câu chuyện như thế này. Tuấn sau khi được thăng chức, đãi ngộ đã cao hơn trước kia rất nhiều. Vì vậy mà anh ấy quyết định mời những đồng nghiệp thân thiết ăn một bữa. Vốn dĩ đã đặt 3 bàn ở nhà hàng, nhưng ngày hôm đó đồng nghiệp lại có đủ mọi lý do để từ chối không tới. Cuối cùng chỉ gom lại đủ 1 bàn. Trong bữa ăn, ai ai cũng nói cười vui vẻ, nhưng lời nói ra lại tầm ngầm. Tôi không nhận ra là cậu cũng giỏi phết đây nhỉ. Sau này làm lãnh đạo rồi, đừng phớt lờ bọn tôi đấy nhé. Có đi cửa sau không đấy? Bình thường tôi cũng không nhìn ra là cậu giỏi giang tới vậy. Vốn nghĩ rằng sẽ nhận được lời chúc mừng chân thành từ mọi người, không ngờ bàn tiệc lại vương đầy những ngữ khí đố kỵ. Dựa vào cái gì mà cậu ta được thăng chức? Cho nên Tuấn đã nói rằng bữa cơm đó khiến cậu cảm thấy rất khó xử. Thực ra bất kể chúng ta có thừa nhận hay không, luôn có một sự thật trần trụi tồn tại, đó là trên thế gian này ngoài ba mẹ ra, không có mấy ai thực sự hy vọng chúng ta sống sung sướng hơn họ. Vì vậy, khoe khoang hạnh phúc của mình ra ngoài nhiều khi là đang động vào chỗ đau của người khác, giống như kiểu bảo họ rằng anh đố kỵ với tôi đi vậy, rồi lại tự thêm phiền phức cho chính mình. Đúng vậy, đời người 10 phần thì có tới 8-9 phần không như ý, nhưng chẳng phải vẫn còn 1-2 phần là tốt đẹp ư? Vui vẻ chia sẻ với nhầm người thì chính là khoe khoang. Buồn phiền tâm sự với sai người thì chính là làm quá. Người thông minh sớm đã điều chỉnh quá trình trưởng thành sang chế độ im lặng, không tùy tiện chia sẻ niềm vui nỗi buồn của bản thân. Họ chỉ chia sẻ với những người bạn tri kỷ và cùng họ tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc ấy. 2. Không đâm chọc vào chỗ khó của người khác là tử tế. Nhà viết kịch người Nga Anton Pavlovich Chekhov đã từng nói, người có giáo dưỡng không phải là ăn cơm mà không làm đổ canh, mà là khi người khác chẳng may làm đổ canh, đừng nhìn chằm chằm vào họ. Không xé toạc chỗ khó nói của người khác, lòng tốt trông có vẻ nhỏ bé này lại sưởi ấm cả cuộc đời của người khác. Đức tính khiêm nhường bao dung rất quan trọng, nó giúp ta biết cảm thông cho lỗi lầm thiếu sót của người khác. Hãy cho họ một lý do về lỗi lầm đó, thì bạn sẽ không cảm thấy họ đáng ghét như vậy. Chẳng hạn như khi con bạn làm vỡ bát, thay vì nổi cáu về sự bất cẩn của nó, bạn có thể nghĩ rằng là do con mình còn bé, còn hiếu động, chưa chú tâm vào mỗi việc nó làm nên mới để xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ được thế, bạn sẽ không còn thấy đứa bé đáng trách nữa, mà lại tăng thêm niềm yêu thương với những gì chưa toàn vẹn của nó. Đồng thời điều đó cũng giúp đứa trẻ không sợ hãi hay bị ám ảnh về sự bất cẩn ấy, mà cảm thấy tự tin hơn sau lời dạy bảo nghiêm khắc nhưng từ tốn của bạn để không tái phạm lần sau. Có lẽ với ai cũng vậy, khi đã có một lý do cho khuyết điểm của người khác, thì tự nhiên tình yêu thương, sự cảm thông của bạn với họ sẽ tăng thêm, và bạn sẽ không còn áp đặt cái tôi của mình vào để thấy họ đáng bị chỉ trích hay coi thường.
Còn nhớ một lần tôi và một người bạn đồng nghiệp tan làm đi về nhà. Chúng tôi ngồi trên một chuyến xe. Ngồi cách chúng tôi không xa là cô đồng nghiệp tên là Vân. Có vẻ như đang có chuyện gì đó buồn. Vừa lớn tiếng nói điện thoại, vừa lấy tay lau nước mắt. Tôi và bạn đồng nghiệp trông thấy, vì bình thường quan hệ đồng nghiệp cũng tốt. Tôi hỏi bạn ấy xem có nên qua bên kia an ủi cậu ấy một chút không. Bạn đồng nghiệp lắc đầu, nói tôi không đi. Sau đó rất lâu tôi mới nhận ra được rằng ai cũng có một mặt yếu đuối cả, nhưng chẳng ai muốn để người khác thấy được sự yếu đuối đó của mình. Sống ở đời sắc vàng sắc đỏ rực rỡ có, sắc đen sắc xám tất nhiên cũng tồn tại theo. Nhiều khi chúng ta không cần tới sự an ủi hay sự cảm thông nhất thời, mà chúng ta chỉ đơn giản muốn người bên cạnh không quấy rầy, không đâm chọc, không lên tiếng, chỉ đơn giản là sự im lặng mà thôi. Có người nói đời người ai sống cũng không dễ dàng gì rồi, có những chuyện không cần phải bóc tuẹt móng ngựa ra. Đúng vậy, bạn vĩnh viễn không bao giờ có thể biết được rằng một người trưởng thành bên ngoài trông thì có vẻ luôn vui tươi chín chắn, bên trong họ nội tâm gào thét ra sao, nhưng họ luôn im lặng, đó là bởi vì họ không muốn ai biết. 3. Không hạ thấp thực lực của người khác là giáo dục. Bên cạnh bạn có một người như thế này hay không? Người khác sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, họ sau lưng nói người ta đi cửa sau. Người khác xinh đẹp mỹ miều, họ ở sau lưng nói người ta là bình hoa di động, không có tài cán gì. Người khác thành tích học tập xuất chúng, họ đi bốn phương tám hướng, nói người ta là con mọt sách, không biết sự đời. Kiểu người như vậy luôn hạ thấp người khác để đề cao chính mình, mà không biết rằng quá trình nói xấu sau lưng người khác ấy cũng chính là đang phủ định chính mình. Sống ở đời phải biết kính sợ đối thủ thì mới là tôn trọng bản thân. Ai cũng nên cố gắng để tỏa sáng, nhưng tuyệt đối đừng tỏa sáng trên cái nền là dập tắt người khác. Nhận thức ra được cái mình không biết mới là điểm khởi đầu của biết. Thế gian vạn vật ai cũng có những sở trường sở đoản riêng. Quang minh chính đại đối mặt với đối thủ, thắng cho sảng khoái, thua cũng thua một cách tâm phục khẩu phục. Tặng người khác một tràng vỗ tay là đang cho mình động lực để tiến bộ. 4. Không tập mạch chuyện người khác là tầm nhìn. Con người ta nếu không có cao độ, nhìn thấy đâu đâu cũng là vấn đề. Còn sống mà không có tầm nhìn, vấn vương sẽ chỉ toàn là những chuyện tầm phào. Sống ở trên đời, chú trọng vào bản thân, nhưng cũng đừng quên chấp nhận người khác. Tiểu thuyết gia người Anh Charles John Hapfan Dickens từng nói, phép lịch sử tốt nhất chính là không tọc mạch. Không tọc mạch vào chuyện người khác không phải là lạnh lùng hay ích kỷ, mà đó là để chúng ta học cách mở lòng, cho phép bản thân mình không hoàn hảo, đồng thời chấp nhận những khuyết điểm vụn vặt của người khác. Những việc nhỏ không động tới nguyên tắc, không cần thiết đâm chọt phê bình, những tiểu tiết không làm ảnh hưởng tới bố cục chung cũng không cần phải cầm tay chỉ điểm cho người khác. Chấn chỉnh thay đổi bản thân là thần, chỉ trích muốn thay đổi thế giới là thần kinh. Thay vì cố gắng đi mài mòn những góc cạnh của người khác, chi bằng kinh doanh cho tốt sự tốt đẹp của chính mình. 5. Không ăn mày dĩ vãng là thông minh. Đời người có 10 đại kỵ, ăn mày dĩ vãng là một trong số đó. Người thích ăn mày dĩ vãng đa phần là do hôm nay họ chẳng còn gì đáng để nói. Người hay chém gió trên bàn nhậu, mở miệng ra là nói chuyện ngày xưa, thường là những người tay trắng ở thời điểm hiện tại. Hiện tại ảm đạm sao mà so được với quá khứ huy hoàng. Kiểu người này chỉ biết nương nhờ vào ánh hào quang của một thời xưa cũ để níu kéo lại chút thể diện cho hôm nay. Quá khứ thành công hay thất bại cũng đều là chuyện đã qua. Cuộc đời đã bước sang trang mới nên bạn hãy dừng việc nhắc lại chuyện xưa. Sau khi thắng giải Nobel văn học, nhà văn Mạc Ngôn đã khéo léo từ chối lời đề nghị sửa sang lại căn nhà cũ của mình do chính quyền quê hương khởi xướng. Ông nói, tôi cần phải nhanh chóng quên đi giải thưởng này. Tôi không thể cứ mãi đắm chìm trong men say chiến thắng mà đánh mất chính mình. Ngủ quên trong chiến thắng là hành vi của kẻ hèn nhát không dám đối mặt với thực tại. Người giỏi không ưa khoa trương, họ khiêm tốn và có chí tiến thủ. Hôm qua dù có tốt đẹp thì cũng đã thành quá khứ. Người trưởng thành không nhắc lại chuyện xưa, chỉ tập trung sống hết mình cho hôm nay. Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi.